Em xin chào toàn thể cô chú anh chị bên kênh Lục Tỉnh Miền Tây và toàn thể cô chú anh chị chơi bonsai trên mọi miền tổ quốc nha. Em tên là Hoàng Anh, nhà vườn của em ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại của em là 093 121 6363 cũng như số Zalo của em nha. Em rất là lời nói đầu tiên là chúc gọi là chúc sức khỏe đến toàn thể cô chú anh chị chơi bonsai trên mọi miền tổ quốc nha. Rất là cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ trong những clip vừa qua, rất là thành công tốt đẹp. Hôm nay em có sưu tầm một số phôi mai chiếu thủy nu gò công về giao lưu cùng toàn thể cô chú nha. Nói chung bài này em cũng mua được giá cũng phải chăng nên em giao lưu với cô chú anh chị giá rất là tốt. Cô chú anh chị mua về chơi hay là đầu tư kinh doanh cũng rất là ok nhưng cô chú anh chị giá rất là phải chăng. Dạ không làm mất thời gian em vào cây số 1 nha cô chú anh chị. Những cây nu gò công này nó rất là già nha cô chú, có cốt cành cũng mau chơi lắm cô chú. Để em vào thông số nha cô chú. Hoành vị trí em đo được vị trí này là 31 hoành 5 ly, tính của cô chú anh chị là 31 hoành nha. 31 hoành nha cô chú. Chiều cao là 3 tấc 9. Rồi, em xoay vòng cho cô chú xem nha. Cái này em về em khai thác đế cũng vừa phải thôi, cái củ nở ra còn cô chú anh chị về mình trồng mình khai thác thêm ha. Đế nó còn nhiều dưới nha cô chú. Rồi mã số 1 này em giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 780 ngàn. Em xin nhắc lại là bên em cây toàn bộ là đều bao sống bao ship hết nha cô chú. Cây em bao sống 2 tháng là bật mầm bật chồi hết nha cô chú. Rồi, xuống cây số 1. Theo mã số 2 này, em vào thông số nha cô chú. Cô chú anh chị nào mình muốn mua thời gian nhiều quá lâu dài á, mình nên kết nối Zalo nha cô chú. Chủ cô chú chụp hình ảnh cây qua rồi mình dễ giá cả với dễ địa chỉ giao hàng đó cô chú. Rồi hoành vị trí em đo được 24 hoành nha cô chú, chiều cao 3 tấc 9. Rồi em nguyên vòng nha. Rồi mã số 2 này em Zalo cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480 ngàn. Chậm xuống cái mã số 2. Dòng này nó sống rất là khỏe nha cô chú. Dòng nu gò công lá lớn nha cô chú. Cây già cây. Rồi cây này mã số 3 em vào thông số nha cô chú. Hoành vị trí em đo được ngay chỗ này là 29 hoành nha cô chú. 29 hoành. Chiều cao là 3 tấc 9. 90 vậy cô chú. Đây, đi dòng nha cô chú. Cốt cành mau chơi lắm cô chú ơi. Vậy nè. Bắt cành ra rất là lẹ chơi cô chú. Rồi mã số 3 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 600 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây. Theo cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Em vào thông số nha cô chú. Cây này có cái giọng C, cái cành rớt xuống đây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Củ rất là nở tròn đều. Đế thì em chưa khai thác nhiều. Cô chú về trồng khai thác thêm ha. Hoành vị trí em đo được chỗ này là 30 hoành 5 ly. Tính cô chú anh chị 30 hoành nha. 30 hoành. Chiều cao là 3 tấc 9. Rồi em xoay vòng nha cô chú. Cây này có cái đường đường giọng C rất là đẹp dưới đây nha cô chú anh chị. Chụp cái ngọn xuống nha cô chú anh chị. Cây mã số 4 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 720 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây. Theo cây số 5 nha cô chú. Này, em nói chung mua được cũng giá cũng tốt rồi chia sẻ cô chú lại giá tốt. Chung nhờ cô chú anh chị thương những clip vừa qua là ủng hộ nhiều nên em nhờ bán số lượng chứ cây lại không có nhiều nha cô chú. Bao ship cho cô chú nữa. Vị trí này em đo được là 25 hoành 5 ly, tính 25 hoành nha cô chú. 25 hoành. Chiều cao là 4 tấc 3. Rồi em đi vòng nha cô chú. Rồi mã số 5 này em giao xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 580 ngàn. Rồi em xin xuống cây. Em xin phép nhắc lại cô chú anh chị là toàn bộ cây bên em đều bao ship và bao sống 2 tháng là bật mầm hết cho cô chú anh chị nha. Rồi em vào thông số cây số 6 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình kết nối Zalo rồi hợp nhãn cây nào cứ chụp màn hình lại cứ chuyển qua cho em ha, rồi em xin địa chỉ rồi ship cho cô chú anh chị thôi. Cây mã số 6 này hoành vị trí em đo được là 26 hoành 5 ly, tính 26 nha cô chú, 26 hoành. Chiều cao là 4 tấc. Rồi em xoay vòng nha cô chú. Cây mã số 6 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây. Cô chú anh chị coi tới cuối clip em có một cây chiếu thủy nu da đen nuôi nuôi chấp cốt nối cốt hai nhịp là nha cô chú. Rất là đẹp. Cuối clip em lên một cây nu da đen cho cô chú anh chị nha. Đây là cây mã số 7 nha cô chú anh chị. Em vào thông số. Hoành vị trí em đo được là 20 26 hoành 5 ly, tính 26 nha cô chú anh chị, 26 hoành. Chiều cao 3 tấc 8.
Em đi vòng nha cô chú anh chị. Cây mã số 7 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 530.000. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 8 nha cô chú anh chị. Cây này có đường chuyền rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đa số là cây này là cây nào cũng có hướng cốt cành hết nha cô chú anh chị. Mình về mình nối nhịp, mình chuyển nhịp ra nó rất là mau lẹ thành cây nha cô chú anh chị. Cái đường thân rất là tuyệt vời. Rồi em vào thông số nha cô chú anh chị. Em đo vị trí này là 25 và 5 ly tới 25 nha cô chú anh chị. Em hạo cái củ đặt cho cô chú anh chị luôn nè. Cái củ này được 3 tấc 7 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 3 tấc. Rồi em xoay vòng nha cô chú. Mã số 8 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 780.000 nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 9 nha cô chú. Mã số 9. Rồi em vào thông số nha cô chú anh chị. Vị trí này em đo được là 29 hoành nha cô chú anh chị, 29 hoành. Chiều cao là 3 tấc 9. Nước gần máy chút nữa đi anh ca. Nước da nước nu rất là già, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, đi một vòng nha cô chú. Mã số 9 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 780.000. Em xin phép xuống cây. Theo mã số 10 nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nếu mà mình có xài Zalo á, mình nên kết nối Zalo nha cô chú anh chị, mình chụp màn hình mình gửi qua nó dễ hơn nha cô chú anh chị. Rồi hoành vị trí này em đo được là 23 hoành 5 ly tính 23 hoành đi cô chú anh chị, 23 hoành vị trí này ha. Chiều cao 3 tấc 6. Rồi em quay vòng nha cô chú anh chị. Rồi mã số 10 này em xin phép Zalo cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480.000. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 11, một cây này rất là to nha cô chú anh chị, tay em nè cô chú anh chị. Rất là to nha. Đường chuyền cây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là lẹ thành cây chơi. Rồi em vào thông số nha cô chú anh chị. Hoành vị trí này em đo được là 33 hoành nha cô chú, 33 hoành 5 ly luôn nè. Tính 33 hoành đây. Đây, quay thước vô cho cô chú anh chị xem cái luôn nè. Mấy cái thước dư này là em tính cô chú anh chị là chẵn nha, 33 hoành 5 ly tính 30 hoành nha cô chú anh chị. Vị trí này ha. Chiều cao là 3 tấc 9 nha cô chú. Rồi. Rồi mã số 11 em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 830.000. Rồi em xin phép xuống cây nha cô chú. Tiếp theo là mã số 12 nha cô chú. Cây hai thân rất là đẹp nha cô chú, hai thân quyện nhau rất là đẹp nha cô chú. Vị trí này em đo được là 30 hoành đúng nha cô chú anh chị, 30 hoành. Chiều cao là 3 tấc 3 tấc 3 tấc 6 nha cô chú. Rồi em đi vòng nha cô chú. Vô máy này xem nha. Cô chú anh chị, bầy cây này có những cái chỗ nó bị một số cây nó bị hà ăn á cô chú anh chị, nhưng mà thật ra da ở trong nó vẫn còn xanh nha cô chú anh chị. Thổi ra cho cô chú anh chị xem nha. Có một số bị hà ăn một vài chỗ nhưng mà da ở trong vẫn còn xanh nha cô chú anh chị, chứ da không hư nha. Rồi đi vòng nha cô chú. Rồi mã số 12 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 760.000. Rồi em xin phép xuống cây nha cô chú. Tiếp theo là mã số 10 10 10 13 nha cô chú. Em vào thông số. Hoành em đo vị trí này được là 26 hoành 5 ly tính 26 thôi cô chú ơi, 26 hoành. Chiều cao là 4 tấc 2. Rồi đi vòng nha cô chú. Mã số 13 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480.000. Nói chung trời hôm nay hơi giông gió, chuẩn bị mưa nhiều, hơi giông gió hơi ồn cô chú anh chị thông cảm nha. Này giông gió quá cô chú ơi. Rồi, tiếp theo mã số 14 nha cô chú. Em vào thông số cho cô chú luôn. Hoành vị trí em đo được ngay vị trí này là 28 hoành nha cô chú, 28 hoành. Chiều cao là 3 tấc 2. Cây này có cái giọng cành rớt cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị, giọng C rất đẹp. Bắt cái ngọn lên đây chèn cành xuống đây ha, chụp nóc xuống. Rồi đi vòng nha cô chú.
Mã số 14 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 560.000. Rồi em xin phép xuống cây nha cô chú. Rồi tiếp theo mã số 15 nha cô chú anh chị. Đây em vào thông số cho cô chú. Vị trí này em đo được là 27 hoành nha cô chú anh chị. Chiều cao là 3,5 tấc. Rồi em xoay vòng nha cô chú. Cây mấy những cây này có cái vọng cành này rất là đẹp cô chú ơi. Chụp cái nắp xuống mau thành cây chơi. Rồi em đi vòng nha. Mã số 15 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 780.000 nha cô chú anh chị. Rồi em cho nó xuống cây. Rồi mã số 16 nha cô chú anh chị. Theo mã số 16 nha cô chú anh chị. Một cây tông hơi cao nha cô chú anh chị. Một cây tông hơi cao. Rồi em vào thông số nha cô chú. Hoành vị trí này em đo được là 26 hoành. Chiều cao 5,2 tấc. Cây này là cây tông hơi cao nha cô chú anh chị. Kiểu cái danh nhân nha cô chú anh chị. Rồi cây mã số 16 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 380.000. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 17 nha cô chú anh chị. 17 em vào thông số nha cô chú. Nay nói chung trời hơi mưa hơi gió nên hơi ồn tí cô chú anh chị thông cảm nha. Hoành vị trí này em đo được 27 hoành 5 ly, tính 27 hoành. Tính cô chú 27 hoành nè. Chiều cao 30 3 tấc. Rồi em xem vòng nha. Mã số 17 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 420.000 nha. Em lấy xuống kìa. Mã số 18 nha cô chú anh chị. Em vào thông số. Hoành vị trí em đo được chỗ này là 27 hoành nha cô chú. Chiều cao là 3 tấc. Đây, cây lùng lực rất là dễ thương nha cô chú anh chị. Cành 1. Bắt cành điểm xuống đây. Dẫn cái ngọn lên hết cô chú. Chụp cái mâm chú. Rồi đi vòng nha cô chú. Mã số 18 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 480.000. Rồi em xin phép xuống cây. Đây cây này cái giọng cây rất là đẹp nha cô chú. Cái giọng cây, cái đường thân cây cũng đường chuyền rất là đẹp. Đây là mã số 19 nha cô chú. Cây này ở ngoài to nha cô chú nè. Tay em nè. Vị trí em đo được chỗ này là 31 hoành nha cô chú. 31 hoành. Chiều cao là 3,4 tấc. Rồi em xem một vòng nha cô chú. Cây mã số 19 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 800.000. Rồi em xin phép xuống cây nha cô chú. Tiếp theo mã số 20 nha cô chú. Rồi em vào thông số. Hoành em đo vị trí này được là 27 hoành nha cô chú. 27 hoành. Chiều cao là 4,1 tấc. Rồi em đi một vòng nha. Rồi mã số 20 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 580.000. Rồi em xuống cây. Mã số tiếp theo là mã số 21 nha cô chú anh chị. Đây nè, quay máy giao luôn cái chỗ này nè cô chú anh chị, cũng bị hà ăn một tí nè cô chú anh chị. Nhưng mà em gỡ da trong vẫn còn tươi nha cô chú anh chị. Có những ăn một hai lỗ bằng đầu ngón tay thôi nha. Nhưng mà cái này không sao hết nha cô chú anh chị. Da trong vẫn còn sống hoàn toàn. Tại em mới rửa nước á lên nên nhìn nó hơi đen đen vậy cô chú anh chị, nó chưa khô á cô chú anh chị. Hoành vị trí này em đo được là 26 hoành. Chiều cao 3,4 tấc. Rồi mã số 21 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 490.000. Rồi em xin phép xuống cây. Rồi mã số 22 nha cô chú. Em vào thông số nha cô chú. Vị trí này em đo được 27 hoành nha cô chú anh chị. 27 hoành. Chiều cao 4,2 tấc. Những dàn cây này toàn bộ là có cúc cành với cái đường thân rất là đẹp nha cô chú anh chị nè. Đường nu nè cô chú anh chị, cục 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 luôn nè cô chú anh chị, rất là đẹp. Rồi mã số 22 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 600.000. Nói chung có nhiều cây ở ngoài nó đẹp lắm mà không biết vô hình ảnh nó có đẹp như ở ngoài không, em không biết nha cô chú anh chị. Nhưng nhiều cây ở ngoài nó rất là đẹp cô chú anh chị. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 23 nha cô chú.
Em vào thông số. Hoành vị trí em đo được là 28 hoành nha cô chú. Chiều cao là 3 tấc rưỡi. Đây em đi vòng nha. Cây mã số 23 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 580 ngàn. Rồi em sẽ lấy xuống cây. Theo mã số 24 nha cô chú anh chị. Vị trí thước này em đo được là 28 hoành 5 ly đến 28 nha cô chú anh chị, 28 hoành thôi. Chiều cao là 4 tấc 2. Đi vòng nha cô chú. Cái này mấy cái đen đen nhiều khi em mới vệ sinh rửa bằng máy nước á anh chị, rồi cái nào nó còn hơi ướt, nó hơi đen đen vậy chứ thật ra nó khô lại nó cũng bình thường rồi nha cô chú. Rồi mã 24 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 580 ngàn luôn nha. Làm xuống cây. Tiếp theo mã số 25 nha cô chú. Em vào thông số cho cô chú. Mưa hơi ồn tí cô chú thông cảm nha cô chú. Vị trí này em đo được 26 hoành cô chú ơi. Chiều cao 3 tấc 9. Em đi vòng nha. Cây mã số 25 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 500 ngàn. Rồi em sẽ xuống cây nha cô chú. Theo mã số 26 có cái cành phóng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái cành phóng này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cành này rất là đẹp nè, ở ngoài đẹp lắm cô chú ơi. Cực kỳ duyên dáng. Vị trí em đo này được 28 hoành nha cô chú, 28 hoành. Chiều cao 3 tấc 1. Đây, mã số 26 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 680 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo là mã số 27 nha cô chú. Mã số 27. Rồi em vào thông số nha cô chú. Vị trí này em đo được là 26 hoành 5 ly tính 26 hoành nha cô chú ơi. Chiều cao là 4 tấc. Cây này tâm hơi cao cao tí nha cô chú anh chị. Cốt cành đóng rất là chuẩn nha cô chú. Cây mã số 27 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 550 ngàn. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 28 nha cô chú. Cây có đường thân đường cành ra quất quá đẹp cô chú ơi. Rất là đẹp. Vị trí này em đo được 28 hoành nha cô chú. Chiều cao là 4 tấc cô chú ơi. Đây, em xoay vòng nha. Mã số 28 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 550 ngàn. Rồi em xuống cây. Mã số 29 cô chú anh chị. Quá đẹp cô chú ơi. Cái cành này quá duyên cô chú anh chị. Cái cành này quá duyên, quá duyên, phải nói quá duyên. Vị trí này em đo được là 26 hoành nha cô chú anh chị, 26 hoành. Chiều cao 3 tấc 7. Đi vòng nha cô chú. Mã số 29 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mà là 580 ngàn nha. Rồi em xin phép xuống cây. Tiếp theo mã số 30 nha cô chú. 30. Nhìn ở ngoài dàn cây này rất là tuyệt vời của chú ơi. Vị trí này em đo được là 27 hoành nha cô chú, 27 hoành. Chiều cao là 3 tấc 7. Em xoay vòng nha cô chú. Cây mã số 30 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 520 ngàn. Rồi cô chú anh chị đợi em tí nha, em lấy mấy cây này qua cái. Cây này mã số 31 nha cô chú. 31 cô chú. Để em vào thước cho cô chú ha. Hoành vị trí này em đo được là 27 hoành cô chú ơi, 27 hoành 5 ly đến 27 hoành nha cô chú. Chiều cao là 3 tấc 8. Nhà mã số 31 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 500 ngàn. Rồi em sẽ xuống cây nha cô chú. Đây một cây tâm cao nha cô chú. Có con chi tử ở đây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Lập cái phong cây tử đây nha. Tâm này cao nha cô chú anh chị.
rất là duyên dáng luôn. Lọc cái phông cây tử đây nè ha, bắt cái phông cây mẹ chàng xuống ha cô chú. Rồi em vào thước nha cô chú, hoành vị trí này em đo được là 25 hoành 5 ly, tính 25 hoành đây cô chú ơi, 25 hoành thôi, chiều cao 6 tấc 7 cô chú. Rồi em đi vòng nha, mã số 32 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 470.000. Rồi em xuống đây, tiếp theo mã 33 nha cô chú, vào thước cô chú ơi. Vị trí này em đo được là 24 hoành 5 ly, tính 24 hoành nha cô chú anh chị, 24 hoành thôi, chiều cao là 4 tấc 1. Em đi vòng nha, mã số 33 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 450.000. Rồi em sẽ xuống cây nha. Rồi mã số 34 nha cô chú, hoành em đo vị trí này 25 hoành 5 ly, tính 25 nha cô chú, 25 hoành thôi, chiều cao là 3 tấc 9. Đây em xem vòng nha cô chú, mã số 34 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 400.000. Rồi em xuống cây nha. Rồi mã số 35 nha cô chú, hoành em đo vị trí này là 25 hoành 5 ly nha cô chú anh chị, tính 25 hoành đấy ha, 25 hoành vị trí này, cao là 4 tấc 4 nha cô chú. Đi vòng nha cô chú. Rồi mã 35 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 400.000 luôn nha. Rồi em xuống cây, tiếp theo là mã số 36, rồi em vào thước nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu giá rẻ cho cô chú anh chị này nha, cô chú anh chị nào hầm nhãn chốt trước có trước nha cô chú. Hoành em đo vị trí này là 23 hoành nha cô chú, 23 hoành, chiều cao là 32 tấc 8 cô chú ơi, nhìn ở ngoài cũng duyên lắm nha cô chú. Rồi cây mã số 36 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 300.000 nha, 300.000 thôi cô chú, quá rẻ cô chú ơi. Rồi em sẽ xuống cây, tiếp theo là mã số 37 nha cô chú, hoành em đo vị trí này là 28 hoành 5 ly, tính 28 nha cô chú, 28 hoành này, chiều cao là 3 tấc 7. Anh xem vòng nha, cây này đẹp nha cô chú, có hướng cấu cạnh đây, bắt xuống nha cô chú anh chị, rất là đẹp. Rồi cây mã số 37 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 700.000. Rồi em xin phép xuống cây, tiếp theo là cây mã số 38 nha, hoành vị trí em đo được là 27 hoành 5 ly, tính 27 nha cô chú, 27 hoành thôi, chiều cao 3 tấc 7 luôn, 27 hoành chiều cao 3 tấc 7. Xin dòng nha cô chú. Rồi mã số 38 này em xin phép giao lưu cùng toàn thể cô chú anh chị mình là 550.000. Rồi em xuống cây nha. Đây, cây tiếp theo là một cây mai chú thủy nu da đen lá lớn nha cô chú anh chị. Chỉ có một cây trong clip này, có một cây. Cái phần này tại vì nãy em lấy máy em vệ sinh đó cô chú anh chị, chứ cái da nó đen, em vệ sinh chỗ trắng chỗ đen cô chú anh chị thông cảm nha. Tại dính phần nước ướt á, nhìn nó hơi lam lam á cô chú anh chị thông cảm, chứ nó là đúng da đen á nha cô chú anh chị. Nuôi da đen lá lớn, bệ đế 24 giờ rất là đẹp cô chú, cấu cành nuôi chuyển 2-3 nhịp rồi cô chú ơi, chuyển 2-3 nhịp từ cái phôi à. Đây đi một vòng ha, đế rất là đẹp cô chú anh chị, chảy đều 4 mặt hết cô chú. Rồi em vào thông số nha cô chú anh chị, hoành vị trí em đo đây là được 37 hoành nha cô chú anh chị, chỗ này vị trí này 37 hoành. Ủa không á, xin lỗi cô chú anh chị nha, 27 hoành, 27 hoành 5 ly, tính 27 rồi cô chú ơi, em lộn 27 hoành à, em hạo cái cũ chỗ này cũ đặt ha cô chú anh chị, cái cũ đặt chỗ này là 4 tấc 8 ha cô chú anh chị, nguyên cũ chỗ này thôi ha, 4 tấc 8, chiều cao là 4 tấc 6, full tán này là 5 tấc 2 nha cô chú anh chị. Rồi em xây về vòng ha. Rồi cây mã số 29 này, cây nu da đen lá lớn này em xin phép giao lưu, mạng phép giao lưu cùng toàn thể của chú anh chị mình là 2.700.000.
Em xin nhắc lại cô chú là toàn bộ cây bên em là đều bao ship và bao sống 2 tháng bạc nằm hết cho cô chú anh chị nha. Rồi cây mã số 39 này cũng là cây cuối clip. Em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể cô chú anh chị mình đã xem đến cuối clip ha. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị trong clip này cũng như những clip trước ha. Để em có động lực sưu tầm những cây đẹp, những cây nét về phục vụ cho cô chú anh chị nha. Xin chào cô chú anh chị, rất cảm ơn cô chú anh chị.